nghiêm trọng quá. Dạ vâng. Thưa ông ạ, cũng theo cái quy định này ạ, thì trong những cái trường hợp mà bị trừ hết điểm thì tài xế muốn được cấp bằng lái mới thì lại phải thi sát hạch lại. Rõ ràng là khi mà áp dụng vào thực tế thì khi ra đường, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ phải chú ý hơn rất nhiều nếu không muốn phải thi lại bằng lái. Trên trang web của đài tại địa chỉ voh.com.vn. Xin được chào anh. Dạ, anh nghe rõ tín hiệu không ạ? Vẫn nghe rõ tín hiệu. Dạ, anh ơi. Chúc về bản thân đi ạ. Cái điều gì có thể mạnh đến mức mà khiến những người cha, những người mẹ có thể thực hiện những cái việc bỏ bữa sáng là cũng không có nghe. Dạ, con biết rồi má. Chúng ta đang theo dõi chương trình là nước uống tốt sức khỏe vàng của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phục vụ cập nhật trong đi an toàn á, mình đã bắt đầu là có những thay đổi rất nhiều Đà Nẵng rồi, vận tải cũng đã thay đổi rồi, hy vọng là